Lan ơi, thì tiết hiện tại rất là lạnh nha. Thì trên cái chặng đường mà chúng ta đi từ phía bên ngoài vào trong á, chúng ta sẽ thấy hai cái tảng đá này giống như hai cái con quy chồng chéo lên nhau. Thì mình sẽ chia sẻ cận cảnh và quay xung quanh thử mấy bạn xem có cái gì đặc biệt tại cái khu vực này, vì ai đến núi Tà Lơn cũng ghé thăm nơi đây để quay. Tuy nhiên thời tiết dự sương mù dày đặc đúng không, cộng thêm cái tiết mưa như thế này á, cho nên cái công trình cũng như là chia sẻ và những cái video như thế này rất là khó khăn. Mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh, cũng thấy cái sự khó khăn đó mà chia sẻ cái video này để cho những bạn không có cơ hội đi đến đây thì có thể xem được cận cảnh hai ông quy chồng chéo lên nhau là như thế nào. Rồi, ok. Hiện tại á, các bạn thấy xung quanh không? Đây là Quang nhìn nè, cái sương mù rất là dày đặc cho nên Quang không thể nào mà chia sẻ được cái khung cảnh xung quanh cho mấy bạn xem được. Tại vì hiện giờ á, thời tiết cũng rất là khó khăn đối với Quang. Thứ nhất là mưa nó cũng lai rai, cái thứ hai là cái thời tiết sương mù á, làm cho chúng ta cảm giác khá là lạnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, thì trước mặt Quang á, thì người ta gọi là giống như hai cái tảng đá chồng chéo nhau như thế này, giống như hai cái con gùa chồng chéo lên như vậy. Nhìn giống như chúng ta sẽ tưởng tượng được hai con gùa nó chồng chéo lên thôi. Còn thật sự cái sự tích cũng như những cái kỳ bí của cái nơi này thì Quang không biết được. Và cái chặng đường này á, chúng ta đi từ bên ngoài chúng ta đi vào đây á, thì chúng ta mua vé. Thì hồi nãy là mua vé bao nhiêu chị? 4 đô một người đúng không? Tính ra tiền đô là đô 100.000 một người. Nếu bạn đến đây thì vé một người là 100.000 đi vào trong cổng đây. Thì đây là cái trên đoạn đường đi vào trong kia là Tứ Giao Điện, và trong đó có rất là nhiều cái nơi mà cho chúng ta tham quan nữa. Thì cái chi phí đây mình nghĩ cũng so với tiền Việt mình cũng giống như một cái công viên mà mấy bạn vào đó để tham quan. Tuy nhiên cái giá thành thì mình nghĩ cũng ổn cho những bạn đã vào đây, thì chắc chắn các bạn phải bỏ vé để vào đây xem thôi. Đặc biệt là trên cái chặng đường mình đi thì hai cái tảng đá nó chồng chéo như thế này á, nhìn rất là đẹp. Đó là cái sự thiên nhiên ban tặng. Còn đặc biệt chúng ta thấy xung quanh không? Xung quanh đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái đá đen, và phía trên nó chồng chéo rất là đá nhỏ chồng lên như vậy á. Thì cái quan niệm của những cái binh đạo hay là những người hay du lịch trên đây á, hay nói là chúng ta trồng rất là nhiều cục gạch lên như vậy, giống như là xây nhà cao tầng, càng cắt nhiều lên như vậy thì càng nhiều tầng nhà. Mà đối với Quang thì đó là một cái phong tục cũng như là cái nét tín ngưỡng mà Quang nghĩ là không đúng lắm. Lý do đơn giản là nếu chúng ta không làm, chúng ta không cố gắng làm thì làm sao mà chắc cộng lên xây nhà được nhiều tầng được, đúng không? Cho nên là mình nghĩ là đó cũng là những cái sự chia sẻ theo ý Quang thôi. Còn đúng hay không là cảm nhận như thế nào là ở mấy bạn ha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng khu vực bên đây coi nó có những gì để chia sẻ thật sự bên cái tảng đá này cho bạn xem luôn. Đây là con đường đi xuống nè, rất là nhiều sương mù luôn, rất là khó để xem. Để đi gần gần đây đó ha. Rồi. Gió lớn lắm mấy bạn ơi. Đây giống như hai cái miệng đó nè ha. Bạn thấy không? Giống như cái miệng của con rùa. Thật sự đây là ba tảng đá luôn chứ không phải một đâu. Ô không phải hai đâu. Một nè, hai nè, ba nè. Ba cái tảng đá chồng lên luôn á. Đây nè, một nè ha. Hai nè ha, đây cái miệng nè. Trên đây là thêm một cái tầng nữa là ba tầng. Đi xung quanh đây nha. Ở đây là có một cái ly hương thì để cho người ta cúng. Đến đây thì người ta cúng, đây ta thỉnh giống như là có một cái lời cầu nguyện để cho đi đường được may mắn và bình an. Đây nè, đi hướng đây ha. Rồi bây giờ mình vòng qua phía bên đây. Wow. Hiện giờ là phải có một người che dù người đi á, mày bạn thấy không? Rất là khó để quay. Ồ đẹp quá luôn á mày ơi, nhìn bên đây mới đẹp nè. Wow, trời quá. Xe của mình bên đây đó, cái xe của mình chở mình đi trong cái ngày hôm nay luôn. Thì mong là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay cho mấy bạn thêm nhiều thông tin hơn nữa về cái chặng đường đi lên núi Tà Lơn. Mấy bạn biết tại vì sao không? Hiện giờ gió mưa bão trên thế này á, cho nên cái công trình mà đi di chuyển vừa quay phim vừa tìm những cái cảnh quan như đây á, thì rất là khó đối với Quang. Cho mấy bạn nếu mà có những sai sót gì hay lời nói của Quang có những khiếm khuyết gì đó, mấy bạn hãy hoan hỷ bỏ qua cho những thiếu sót đó của Quang. Hiện tại thời tiết trên đây giống như Đà Lạt rất là lạnh. Bây giờ Quang không có mặc áo nè, tại vì thời tiết rất là mưa cho nên không khó mà Quang có thể mà mặc để di chuyển liên tục, để nói chuyện liên tục cho bạn xem được. Gió lớn quá. Giờ qua phía bên kia thử có gì không nha. Bây giờ mình ọp máy thuốc tí xíu. Cái hướng này là hướng đứng phía sau của hai cái tảng đá này nè, mấy bạn nhìn không? Nói chung theo ý Quang nha, mấy bạn nếu lên đây á thì tránh xa những cái ngày mưa như thế này. Thật sự đi thác thì nó đẹp thật sự, nhưng mà nếu mà ngày mưa như thế này cho chúng ta cảm giác là rất là lạnh và rất là buốt luôn. Thậm chí Quang lên đây á, cái giọng của Quang nó cũng khác, đồng thời cái sức khỏe nó cũng cảm giác nó bị yếu đi á, nó không còn sức khỏe để có thể là đi nhiều hơn được nữa, tại vì rất là lạnh luôn. Đồng thời á, cái sương mù á, cho chúng ta nhìn cái quang cảnh toàn thể nó không được đẹp lắm. Đặc biệt là những cái ngày mưa bão thì những cái cảnh quan quay xung quanh phía ngoài như thế này nó bị giới hạn rất là nhiều. Nếu mà trên chặng đường á, mấy bạn đi vào trong Tứ Giao Điện là những cái cảnh quan phía bên trong đó thì mấy bạn nên ghé thăm ở đây vì rất là đẹp luôn. Mới nãy mình có đi qua cái gọi là Lan Thiên, tức là một cái nơi rất là đẹp, gọi là mình do cái thời tiết lúc đó nó rất là mưa cho nên là mình không thể nào mình dừng lại để mình xuống dưới mình quay được. Một tí mình sẽ quay về đó mình quay, thì mong là mình sẽ có cái cơ hội, cũng có một cái cơ duyên để quay được những cái cảnh đẹp nơi đó cho các bạn xem. Đặc biệt là những hòn đá được chồng chéo chắc lên như thế này nè, đó là mình nghĩ là mưa gió nó cũng tạt, nó cũng góp, không lẽ giờ xây nhà rồi mưa gió bão nó sập như vậy rồi mình nói là nhà nó đã sập rồi thì không đúng. Cho nên mấy bạn hay là những quý vị đồng đạo, bà con cô bác thì đến đây thì cứ cúng thôi chứ không cần chắc đá như thế này đâu. Thật sự đây đâu phải là thiên nhiên do con người mấy bạn, thật sự những tảng đá trước mặt mình là do con người thôi, chồng chéo lên như vậy. Đó là một cái quan niệm thôi. Tuy nhiên mình nghĩ đó là một cái lòng tin, một cái tín ngưỡng, mình cho là nó không được đúng đắn lắm. Đó là ý nghĩa của Quang. Nếu ai xem clip này thì Quang hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời nói của mình luôn, tại vì không thể nào chắc đá lên như vậy là đúng được hết á. Đó, giờ qua phía đây đi dọc dọc mình quay xung quanh đây cho mấy bạn xem cho thật kỹ luôn nha. Ở đây là rừng thiên nước độc. Ở đây thấy cây cối quá nhiều không? Rất là nhiều luôn. Wow, mây mù giăng lối che kín cả bầu trời. Cái đá này thì mình nghĩ là đá này là đá lâu năm rồi, gọi là đá ong á, cho nên là nó đen đen. Giờ mình lên phía đây mình gờ thử cho bạn xem cực cảnh luôn nha. Đây, đá này là đá lâu rồi đó, đúng không? Anh thấy sao anh Linh? Đá rất là lạnh đúng không? Bây giờ gông ghiêu đóng rất là nhiều. Nhìn đây nè. Nói chung cái tảng đá này cũng là một trong những cái cảnh quan mà đến với núi Tà Lơn thì ai cũng ghé thăm, và mình thấy rất là nhiều người chụp hình ở đây. Đây là trên nè, có mái che cho mình luôn nè, là cái con rùa phía trên nó che mình. Rùa thứ hai ở đây là cái nó trồng lên như vậy rất là đẹp ha. Em nghĩ là giống như là cái sự xâm thực của gió ha. Rồi lâu ngày lâu năm rồi, thậm chí có thể là cái tạo hóa thiên nhiên á, nó thổi với nó thành như vậy. Còn đúng hay không là mình không biết được, tại vì mình cũng đâu có được cái tài liệu chính xác về cái tảng đá ở đây đâu. Nó treo leo giữa có một cái cục đá giữa cái đồng bằng nè, giữa cái cao nguyên này luôn à. Đây là cái mỏ nè, quá đẹp luôn. Đây có một cái cây mọc lên, cây gì lên? Không biết hả? Vào đây á, những cái cây hay là cục đá người ta nói là không nên lấy về luôn, không nên ngắt bậy, hái bậy, không nên. Tại vì đây có sự linh thiêng riêng biệt của nó, cho nên mấy bạn nếu lên đây thì các bạn có thể là đừng ngắt lá, đừng ngắt cây, đừng lấy đá đem về, đừng giấu đem về nữa, cái đó là không nên nha. Thì một tí mình sẽ có câu chuyện trải nghiệm thực tế cho bạn xem về câu chuyện đó, tại vì mình nghe cái người trong đoàn mình á, một cái người dẫn đoàn mình á kể lại câu chuyện đó. Bạn đã xem hết video này, nếu video hay mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung, điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye.